Welcome to Andy Quiz Show. 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 Andy Quiz xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay rất là vui và cũng rất hân hạnh được chào đón một tài năng trẻ, một nữ ca nhạc sĩ, Bích Vân. Xin mời Bích Vân. Dạ, Bích Vân xin kính chào anh Andy Quiz và xin kính chào tất cả quý khán giả của đài VBS. Chắc chắn là quý vị cũng đã thường xem những nhạc phẩm cũng như là cách trình diễn và những nốt nhạc mà của nữ ca sĩ Bích Vân trên những chương trình của các trung tâm. Thì quý vị cũng biết là giọng hát rất là đặc biệt, rất là cao vút. Thì hôm nay trong chương trình của Andy Quiz Show, chúng ta sẽ có dịp để nghe những tâm tư cũng như là những kinh nghiệm rất là quý giá của nữ ca sĩ Bích Vân. Bích Vân này, em có thể trình bày với tất cả các khán thính giả sơ lược về những cái hóa trình hoạt động của em gần đây nhất tại quận Cam. Dạ, gần đây nhất tại quận Cam thì không có được thường xuyên lắm, tại vì Bích Vân đã dọn qua New York ở thì cũng được gần một năm rồi. Tại vì hiện giờ thì Bích Vân đang đi học chương trình Masters tại trường đại học của New York là NYU. Thì đã bắt đầu là vào năm ngoái, cho nên là năm vừa rồi thì Bích Vân chỉ thỉnh thoảng có về đây có những cái show diễn thỉnh thoảng thôi, chứ không có mặt thường xuyên ở đây nữa. Như vậy là Bích Vân đến từ New York City. Dạ. Như vậy thì Bích Vân có thể nói sơ lược chút xíu về cái thành phố New York, là tại vì cái thành phố New York nó rất là interesting, nó là một thành phố lớn nhất của thế giới. Và anh biết chắc là khi mà nói về âm nhạc cũng như là kịch nghệ Broadway, đó là phát xuất từ thành phố New York, đúng không? Dạ vâng. Thì em có thể nói sơ sơ về cái Broadway không? Dạ vâng, of course. Em rất là thích New York, rất là mê New York từ đó tới giờ, từ nhỏ tới lớn. Thì khi mà em apply với lại thi vào trường grad school đó, thì em được nhận ở đây là Cali của mình, với lại ở New York thì New York. Không cần suy nghĩ là New York. Thì em rất là thích ở đó, tại vì cái thành phố nó rất là khác của mình ở đây. Rất là cao, nhà rất là cao. Dạ vâng, rất là đông người, rất là active. Dạ, nó không có đều đều như mình, nhưng mà nó rất là nhanh. Cái lối sống rất là nhanh. Và khi mà anh nói là về nghệ thuật ở đó đó, thì giống như là nó là cái trung tâm của thế giới vậy đó. Những cái gì mà nó đang diễn ra, những cái gì mà mới nhất, hấp dẫn nhất là nó phát xuất ở đó. Và nhất là Broadway, thì nguyên cái con đường 42nd là đường 42, từ khoảng từ 40 rồi mà chạy cho tới cỡ 50 luôn á. Rồi cả cái góc đường đó là những cái show mới nhất của Broadway, kịch nghệ, nhạc kịch, operas, everything là happen right there. Sở trường của em là em hát loại nhạc cổ điển hay là em hát loại nhạc thời trang? Dạ thưa anh, thì khi mà em bắt đầu học đó thì em học chủ yếu là về cổ điển, nhưng mà bây giờ thì em chuyển nó một chút xíu là về Broadway, là nhạc kịch của Mỹ. Thì nó giống như là ở giữa vậy đó, ở giữa nhạc pop với lại ở giữa nhạc cổ điển, opera. Xong rồi nó có cái kịch nghệ ở trong đó, đúng không? Dạ vâng, là nó phải vừa diễn, vừa hát vừa nhảy nhót múa máy quay cuồng nữa. Dạ. Như vậy đó, thì em quan niệm như thế nào về âm nhạc của Việt Nam? Nó có hoàn toàn mới hay là nó hoàn toàn cũ, hay là nó chung chung? Dạ. Những loại nhạc, những thể điệu như là chung chung Việt Nam mình thường nghe, thí dụ những loại nhạc buồn, nhạc quê hương này cái đó, thì nó sẽ nằm ở trong cái thành phần nào, cái category nào của nhạc Broadway? Dạ thưa anh, nhạc Việt Nam của mình thì rất là phong phú, có rất là nhiều cái thể loại khác nhau, từ dân ca mình cho tới nhạc quê hương, cho tới nhạc thính phòng, nhạc pop, nhạc trẻ, rất là nhiều thể loại khác nhau. Thì nó range rất là rộng, cho nên em cũng không biết là phải để nó nằm ở trong nào. Nhưng mà nếu mà nói về nhạc Broadway của Mỹ đó, thì nó có thể là nó hơi khác biệt với nhạc Việt Nam mình một chút, tại vì thường á, nhạc Việt Nam của mình là từng bài hát một thôi, chứ nó không có ở trong một cái vở kịch. Có thể gần nhất có thể nói là cải lương thôi. Dạ, tại vì nó là một cái câu chuyện,
rồi có diễn, có nói, có hát chung với nhau. Nhưng mà cái style nhạc thì lại rất là khác. Cải lương mình thì rất là truyền thống quê hương, còn Broadway Mỹ thì lại rất là modern. Dạ. Em đang theo học tiếp tục một cái chương trình về kịch nghệ Broadway. Dạ. Thì cái sở trường của em trong tương lai là em sẽ chọn một cái thể loại nào để em trình diễn? Em thích nhất, favorite của em? Dạ. Cái ngành của em thì là về Broadway, thì trong cái ngành đó thì nó cũng đã khá là nhỏ rồi. Dạ. Cho nên là giống như là mình cũng phải be available for anything. Mở rộng nó ra. Dạ đúng rồi, okay. Nhưng mà nó cũng phải tùy vô cái chất giọng của mình nữa, cái nhìn của mình nữa. Thì cái như mà sở trường của em thích là về cổ điển Broadway. Dạ là đúng rồi, Broadway mà nó hơi cổ điển một chút. Cổ điển. Dạ chứ không phải, bây giờ Broadway nó cũng có nhiều cái khác nhau anh hả? Giống như là pop rock cũng có nữa. Cái style nhạc mà anh Andy hát cũng sẽ có nữa. Nhưng mà cái của em thì nó hơi khác một chút, nó hơi truyền thống của Mỹ một chút. Em đã perform trên một cái sân khấu Broadway nào chưa? Dạ em có, nhưng mà không có phải là nằm ở trong Broadway New York. Nó là off Broadway. Dạ, really tough. Off Broadway. Dạ em ở trong trường. Thì có, với lại ở Cali mình em cũng có diễn một vài nơi. Dạ. Em có nhiều kinh nghiệm và cũng như là em học âm nhạc của những cái trường nổi tiếng Broadway ở New York như vậy, thì cho anh hỏi, anh tò mò anh hỏi một cái câu hỏi nó hơi nó có lẽ nó hơi khó chút xíu, nhưng mà em định nghĩa như thế nào là diva, làm sao một cái người ca sĩ có thể đạt được gọi là cái danh hiệu là diva? Dạ thưa anh, thì khi mà tụi em học đó, ở trong ngành đó, ở trong giới, thì tụi em cũng hơi ngại cái từ đó một chút. Tại vì nó lớn quá đi. không ai biết về cái định nghĩa thôi. Dạ đúng rồi. Khi đối với bản thân em thôi, thì diva đó là nói chung là phải là một người nữ ca sĩ rồi. Dạ, thì cái người đó phải rất là có khả năng, chất giọng, talented. Đó, dạ, là tự nhiên đó, là người ta đã phải có cái thiên phú, khả năng như vậy rồi, và cũng phải có techniques nữa. Và cũng phải có một cái bề dày của cái nghề nghiệp của mình. Chứ không phải mình mới hát một vài tháng, một vài năm là mình có thể nói là diva. Thì em nghĩ là người đó phải khẳng định được bằng cái bề dày của cái career của mình. Dạ, thì và phải được thành công trong cái khoảng thời gian đó và được rất là nhiều người yêu quý. Em có ước mơ em trở thành một diva không? Dạ, ước mơ bí mật mà không dám nói out loud. Anh nghĩ tất cả những ca sĩ thì khi mà muốn trở thành một cái ca sĩ pro thì cái nguyện vọng của tất cả mọi người đều muốn trở thành một cái diva. Dạ, đúng. Nhưng em vừa trình bày đó thì nó đòi hỏi là phải có một cái sự bề dày, tức là về cái chất lượng, dạ, về đúng cái năng khiếu, thiên phú, dạ, rồi sự điêu luyện và cái thời gian. Thì chắc chắn thì cái điều đó không có ngạc nhiên cho ai cả. Đó, muốn trở thành một cái, phải nói là cũng như là một cái thần tượng đó thì nó rất là khó. Dạ, và ai đúng cũng mong muốn được cái trường đó. Bây giờ cho anh hỏi thêm một câu hỏi về ngoài cái chuyện mà em trình diễn, em đi học, em hát như vậy, thì anh mới biết là em cũng có những cái lớp dạy nhạc đúng không? Dạ vâng. Thì em có thể chia sẻ với tất cả các bạn trẻ của hệ thống truyền hình VBS khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu về em, cái loại nhạc nào em dạy, hay là em chỉ có em dạy chung tất cả các nhạc cụ, nhạc khí? Dạ, em dạy cũng hơn 10 năm nay rồi. Thì em dạy chủ yếu là về piano với lại về voice, là thanh nhạc. Thì trước đây thì em có cái lớp dạy ở Cali, nhưng mà từ khi mà em qua New York á, thì em phải ngưng lại một thời gian để em đi học. Thì sang năm ở New York em đã được nhận vô trong trường luôn, là NYU. Em được nhận vô faculty của trường, thì em sẽ dạy ở trong trường là về thanh nhạc. Dạ. Dạ, em thật sự anh phải có một lời khen là em rất là đa tài. Tại vì em vừa học mà em vừa dạy, và em cũng đã làm cũng như là giảng dạy nhiều năm. Dạ. Chi bằng bây giờ để nghe em hát một nhạc phẩm, để cho tất cả quý vị khán giả sẽ thưởng thức được những cái nốt cao trầm bổng của em. Dạ. Xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi một nhạc phẩm, đó là Dòng Sông Sen, sẽ do ca sĩ Bích Vân trình bày. Và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin mời tất cả quý vị hãy giữ làn sóng của hệ thống VBS. Xin cảm ơn. Thank you.
mong anh ước mơ.